Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp, thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng, lạy ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp, không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những bánh những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Gioan Maria Vianney, một vị thánh nổi tiếng của nước Pháp, sống vào thế kỷ thứ 18 trong một bài giảng con nói thế này Khi đến tôn thờ Chúa Ta sẽ được mọi điều ta ước nguyện Với điều kiện là lời cầu xin của ta Phải đi đôi với một đức tin sống động Và một tấm lòng trong trắng Thưa cộng đoàn khẳng định này cho chúng ta thấy được Tầm quan trọng của đức tin trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta Vậy thế nào là một đức tin sống động? thì trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu đã đưa ra một lời khen ngợi đức tin của người phụ nữ. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy. Vậy thì lòng tin của người phụ nữ mạnh là mạnh ở chỗ nào? Thiết nghĩ có ba yếu tố diễn tả lòng tin mạnh. Trước hết đó là sự khiêm nhường. Là một người mẹ khi thấy con của mình bị quỷ ám vô cùng khổ sở bà chắc chắn cũng đau khổ rất nhiều tình yêu và lòng trắc ẩn của một người mẹ đã thôi thúc bà tìm mọi cách để cứu con của mình thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này có lẽ bà đã đi cầu khấn nơi này nơi kia cậy nhờ người này người nọ giúp đỡ nhưng mà không được khi nhận ra là mình bất lực trước cái hoàn cảnh của con, bà đã tìm đến với Chúa Giêsu, đấng mà bà tin là con vua David, đầy uy thế và quyền năng trong lời nói cũng như trong việc làm. Như vậy, chính sự khiêm nhường nhìn nhận sự hèn kém của mình và tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu đã thúc đẩy bà đến gặp Ngài. Bên cạnh sự khiêm nhường ta còn thấy sự kiên trì đặc biệt của người phụ nữ này, bà cất lời kêu xin với Chúa, lạy con vua David, xin rủ lòng thương tổ. Bà kêu xin không chỉ một lần mà rất nhiều lần, nhiều đến độ làm cho các môn đệ cảm thấy rất là khó chịu. Thì có lẽ các ông đã khuyên bảo bà ấy đừng có kêu, đừng có nài nỉ nữa, nhưng mà bà này vẫn không dừng lại. Và khi không chịu được nữa thì các tông đồ mới đến gần Chúa và đề nghị Ngài bảo bái về đi. Thay vì nhẹ nhàng bảo bà, Chúa Giêsu đã từ chối một cách rất thẳng thắn. Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc của nhà Israel thôi. Nghĩa là thời điểm này chưa phải là lúc Chúa Giêsu đến với dân ngoài, chưa phải là lúc để cứu chữa cho con gái của bà. Nhưng bà ấy vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ tiếp tục kêu xin, lạy ngài xin cứu giúp tội. Chúa Giêsu vẫn cương quyết và tiếp tục thách thức bà. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Thưa anh chị em, đối với người Do Thái, họ coi mình như là những người con trong nhà của Thiên Chúa. Còn người ngoại giáo thì bị coi thường khinh miệt xếp ngang với hàng xúc vật giống như chó mèo vậy và khi thấy mình bị gọi là chó bà ta không có buồn cũng chẳng giận mà đối đáp một cách rất là khôn ngoan nhưng mà chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống điều đó cho ta thấy được sự kiên trì cầu xin cho đến cùng của bà mẹ này không chỉ khiêm nhường kiên trì mà bà còn đến với chúa với một niềm hy vọng lớn lao bà biết rằng thầy giê xu rất thương người không bao giờ bỏ qua mà không cứu giúp những thân phận nghèo hèn khốn khổ như bà và bà tin điều bà cầu xin chắc chắn sẽ được chúa nhận lời chính niềm tin đó đã giúp bà kêu cầu chúa trong hy vọng Lúc này chưa được thì lát nữa sẽ được, hôm nay chưa được thì đợi thêm ngày mai, mà ngày mai chưa được thì ngày mốt. Chắc là Chúa đang thử thách mình đấy thôi. Cứ kiên nhẫn cứ chờ đợi. Khi đến thời điểm thích hợp, chắc chắn Ngài sẽ ban cho mình. Thưa cộng đoàn, đây là một bài học rất lớn cho chúng ta trong việc sống đức tin của mình. Chúng ta tin rằng Ơn của Chúa luôn đủ cho chúng ta. Nhưng mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy góp phần mình vào để cho phép lạ có thể xảy ra. Việc góp phần đó diễn tả lòng tin của chúng ta. Lòng tin đến từ một sự khiêm tốn, kiên trì và đầy hy vọng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.